Vâng, Duy Minh xin kính chào tất cả bà con cô bác. Trở lại video tiếp theo của Duy Minh, quý chú chị. Thì sáng nay rất là sớm luôn quý chú chị vậy. Thì còn rất là vắng bóng bà con cô bác, chưa có đến đây nhiều. Thì Duy Minh cũng xin chia sẻ cập nhật cho tất cả bà con cô bác tại mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Quý chú chị, thì sáng nay buổi sáng anh em đã dọn những cái hoa ra rồi, rất là tơm tắt rồi. Và đây là những cái đó hoa rất là xinh tươi, tại mộ của chú thì rất là ấm áp quý anh chị. Hoa này là hoa tươi quý anh chị, hoa tươi nè, rất là đẹp luôn nè bà con. Nó có 7 màu, nó mang ý nghĩa là 9 màu quý anh chị, mang ý nghĩa là 9 tầng mây. Thì trong cái ngày đông bà con cô bác đến như thế nè, mình mới nói có mấy tiếng là bà con đến rồi quý anh chị. Con chào chú. Ủa bà con mình đến từ đâu chú? Ghế bên đây mà là tự gậy hết. Gì hả? Vô coi thử là sao chứ. À. Ngày nào cũng đông quá. Dạ. Tiễn bà chị vô đây nè. Dạ dạ, đưa tiễn vô đây là mình ghé đây ha, mình để quý ha chú. Nhang đó. Nhang bên ngoài này cô. Mấy cô này với mấy chú này là đưa tiễn người thân để vào bên đây để chôn cất ở cái nơi này quý chú chị, nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương này luôn, cũng gần mộ của chú thôi, hướng bên đây nè quý chú chị, hướng ở sau lưng đây, cho nên là ghé lại đây để là viếng mộ của chú và thắp những cái nén nhang, những nén hương để bày tỏ những cái tấm chân tình của bà con cô bác đối với là chú. Buổi sáng thì có thể thấy là chưa có mở nhạc, rất là im lìm, và có cái máy tụng kinh đằng kia nó phát lại quý chú chị, nghe rất là im ả luôn. Sáng thì rất là đông luôn, hình thì mấy anh em mình đã đem ở đây nè, chưa làm xong chị. Đây là ngày mình đến đây lần đầu tiên hay sao chị? Mới lần đầu tiên, tại đi cũng qua cái bên này nè, bên đây mới ghé đây. Dạ. Thì mở đồng tháng là cái bệnh ung thư. Dạ. Là não nhai rồi. Bữa hổm đi khám bệnh á, gần quá là không có đi được, bệnh không có đi. Bệnh nó não nhai đi khám bệnh cũng hết tiền cái anh xe ông đơm tội nghiệp anh. Thôi em ăn chỉ 300 thôi. Dạ. Chở ra đốt nhang rồi về. Dạ. Mới ra đầu tiên hồi nào giờ đâu biết đâu. Người ảnh cũng hết tội nghiệp, ảnh nó thôi để chở ra. Ảnh ăn có 300 ngàn thôi. Dạ. Rồi não ngay còn được 500, rồi ảnh ăn 300 còn 200 về nhà được. Dạ. Rồi đốt cái nhang. Hồi hôm này ngủ không có được. Dạ. Hôm nay là mình ở đây mình đốt nhang ở mộ chú rồi mình. Nhang giái ổng tại vì không phải gì, mình nghe ổng ca hay. Dạ. Rồi ổng diễn xuất mình nghe mình cũng thôi. Mộ quá mình hay mình phái. Dạ. Phái ổng ca giọng hay rồi vậy đó. Rồi nói ước ao. Hồi bữa lên cái kia hỏi cái anh kia kìa. Ảnh nói 600 ngàn là cái không có tiền đi. Yeah. Thì sáng chị anh phố lên nữa. Dạ không, em ở Đồng Tháp á chị. Trời ơi. Dạ, em đi trị bệnh rồi cái em khám bệnh em đi luôn. Okay không? Dạ. Rồi nó nào ngay. Thì sáng này cái anh đó anh tội nghiệp, anh nói thôi chị muốn chị đốt nhang cho anh Vũ Linh, thôi em chở chị đi. Yeah. Ăn 300 ngàn thôi. Anh nói thiệt ảnh em còn 500 ngàn, anh chở em 300 ngàn về, em còn 200 ngàn về xe. Dạ. Vậy mà về về nhẹ nhõm chứ. Nói chung thì không có gì, tại mình nghe ổng ca rất là hay. Dạ. Cũng mở ổng đóng cái gì cũng hay hết á. Dạ. Mọi người chị có thể là chị đang thắp hương luôn mà chị vội vàng chia sẻ cho anh em mình trước rồi chị mới là thắp hương, tại vì cái tấm lòng của chị là muốn chia sẻ những cái tâm sự của mình. Cái này á tương nói thiệt với chú, nhưng không phải mình đi ra mà mình để mình xin cái này cái kia, cái không phải nha. Tại vì tấm lòng của tôi ốm mộ không mà ổng chết á. Dạ. Tôi ra mà không có dám qua bệnh ung thư á, không dám qua. Rồi nói là tôi cũng nghèo đi khám bệnh mấy cái hai bữa trước rồi. Dạ. Nói thôi hỏi cơ gia đó nhiều, anh nói bận đi bận về 600 mấy lần, em không có tiền ấy. Dạ. Chị không có tiền, cái hồi sáng này tính đi về cái anh này, anh nói thôi giờ chị muốn vậy đốt nhang thôi, em làm phước em trả chị ăn 300 thôi. Dạ. Rồi còn 200 đi về. Oh. Ra đốt cái nhang, cái hỏi anh mình ra chị cười, chị đang nhiệt tình nói, chị nói. Dạ. Nói chứ không phải là gì. À, đúng rồi chị nói tại là vì tấm lòng
nó mới mòn dữ lắm. Giờ thậm chí mà tôi trực tiếp mình ăn uống được cũng được, không phải gì tại mình mới mộ ông cha đó. Dạ dạ. Thích. Có mấy cô cũng mới đến nè. Rồi cô thắp hương cho cô ấy nha. Cô Huệ. Dạ, cô thắp hương cho cô Thanh Như Huệ thì bên kia. Bây giờ bên này cô sau lưng chứ chú nó đã chụp hình để kỷ niệm cho đưa. Được cô, được. Không không sao. Nè bên kia cũng có mấy cô đến rồi, chú anh chị. Khóc rồi chị cũng sợ, người ta nghĩ gì. Nói chung là mình hâm mộ mà đi không được cũng tức lắm. Dạ, dạ. Sáng nay thì... mình cũng bất ngờ là bà con cũng đến khá là nhiều quý quý chị nè. Đó, mấy cô đó, mấy cô đến đây nè. Cô chú đến cũng rất đông. Con chào cô. Cô ở gần đây ha sao cô? Ở gần đây ha. Mình đi đến mình quyến chú hay là mình đưa tiễn người thân vô đây. Dạ. À con biết rồi, nãy có đám nãy ha. Đây là lần đầu tiên mình đến đây hay sao cô? Đến ngoài hả? Dạ. Hâm mộ. Hâm mộ, đúng không? Ý là đến nghệ sĩ này mới đến lần đầu. Dạ, mới đến lần đầu để viếng mộ chú thôi. Thì cô có cái cảm xúc gì có thể là chia sẻ cho bà con cô bác được không cô? Không biết gì đâu nữa. Đâu biết gì đâu. Dạ, không biết gì nói ha. Hâm mộ chú thì đến thăm. À, chủ yếu là hâm mộ chú và đến là quyến chú thôi ha cô? Đúng rồi. Dạ. Cảm ơn cô ha. Nói chung là cô chủ yếu là cô hâm mộ và đến để viếng chú và thắp hương cho chú quý chú gì. Thì bên đây Duy Minh cũng thấy là có một cái đám tang rất là lớn luôn quý chú chị. Bất ngờ là buổi sáng nay là ở bên đó đó cô, bên đây nè cô. Bất ngờ thật là bất ngờ luôn là Duy Minh thấy là rất là đông bà con cô bác là đến đây để quyến quý chú chị nè, quá đông luôn, thật là bất ngờ quý chú chị ơi. Bà con cũng đến xong rồi đi quyến rồi đi về quý chú chị, chắc video của dạ dạ thì Duy Minh cũng chúc bà con về thương lộ bình an nha. Dạ, giữ sức khỏe. Duy Minh sẽ đi ra bên kia có một cái đám tang, hai đám tang chung một lúc cái gì quý chú chị rất là lớn luôn, để chia sẻ cho bà con cô bác ha, cái thủ tục lễ nghi khi mà hạ nguyệt như thế nào. Xin mời bà con đi theo Duy Minh ha. Quang Duy Minh xin kính chào tất cả bà con cô bác đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh. Thì hiện tại Duy Minh đang đứng trước mặt trước cái cổng của nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương, cũng gần bên trong là mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thì tình cờ Duy Minh cũng vào bên trong mộ và thấy bên đây ngoài đây có một cái đám tang rất là lớn luôn quý chú anh chị, có một của cô ba có cả đồng họ luôn quý chú chị, chia sẻ cho bà con cô bác cùng xem ha. Đây là xe của bên Hoa Viên, nhìn rất là đẹp. Bị ung thư quý chú chị, nghe mấy chú nói là bị ung thư. Đây là những chú ngộ ngủ chiến mã chút xíu vô hôm kia sẽ ở giờ quý chú chị. Giấy tiền dần 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 bạc quý chú chị. Đây là qua cầu. Nghe nói
nói là cô bị bệnh ung thư á. À đúng rồi. Thôi rồi mắt nhưng mà kiểu như là hết thuốc chữa trị rồi. Nên là cô mắc và đem vô nghĩa trang qua Diên Bình Dương này chôn cất trong đây. Hôm nay anh em mình chia sẻ cho bà con được xem những cái thủ tục cũng như là chôn cất như thế nào quý anh chị. Em mình đi gần trước đi. Rồi đi thôi. Ở đây là ở đây quý cô chú chị, đây là nhà trình. Khi mà những cái tang lễ mà đi ngang đây phải đến cái đền thờ này trình một trình xong rồi mới được đi trong cắt nha quý chú chị. À, để cái đền thờ lớn mình trình báo ha. Trình là cũng như là vô đây là gia nhập ở cái khu nghĩa trang này rồi ha. Phải trình như các chị cũng như là mình đi tới đâu mà phải trình trình những cái ông tổ đó trình tổ ông ấp rồi đó trình để nếu mình tới vùng mình được một... đi nó thoải mái để ngồi vô công an hỏi sao giống như là trên đời mình vậy giống như mình sống trên đời mà mình tới một cái vùng đất nào mới là mình tới một ủy ban xã hoặc là cái địa phương công an địa phương mình trình báo ha. Ở đây thì mấy anh em rồi chống kèn á quý chú chị chống kèn. Con chào anh chào chú. Ủa cái đó tan lớn lắm à, cái đó tan chỗ kia nè, nhà đó cái nhà mình đi bò lên đi xuống còn mấy trăm mét à, đi tới nhà đó nó cù lớn lắm nha. Anh đi ngang qua tại vì anh hay nào có cà phê gần đó đó. Ủa không trốn đi ba này đi. Chúng ta gần đây đúng không? Như gần nhà đây không? Mình như... Chúng ta không biết là phải đi xuống có mấy trăm mét à? Rồi, rồi, rồi. Chị Tấn Cây. Nghe nói là cô mắc gì bệnh phải không chú? Bệnh gì? Bệnh ung thư, nghe nói là mấy chú kia là nó bệnh ung thư. Bệnh mấy thằng mấy, trời thấy mấy thằng mấy nó chết rồi. Dạ. Giờ mình đưa vô khu nào chôn chú? Không biết. Gần gần đâu chú? Bên Vũ Linh á. À, thì hướng của chú Vũ Linh thì bên đó đó. À, trong gà quý chú chị. Chú biết là cô bao nhiêu tuổi không chú? 76 tuổi. Nhiều chú? 76. 76 tuổi ha. Dạ, con cảm ơn chú nha. Ồ, 76 tuổi rồi chú gì ơi. Đây là hai chú ngựa quý chú chị, hai Bạch Mã Ôn và Hắc Mã Ôn quý chú chị ơi. Bạch Mã Ôn này Hắc Mã Ôn. Bạch Mã Ôn à, Hắc Mã Ôn. Nâu Nâu Mã Ôn. Hả? Nâu Mã Ôn hả? Nâu Mã Ôn. Chưa không. Nâu Mã Ôn. Còn bên đây là chiếc siêu xe của là Hoa Nghĩa Trang Hoa Diên Bình Dương. Xe là chờ cái trống đó mọi người, chờ cái trống đi nè.
đây là mẹ Quan Âm quý chị. Mẹ Quan Âm à. Đó. Mẹ Quan Âm đang dưới nước cam lồ. Đó, cái tượng đài mẹ Quan Âm. À, phải trình lễ sao quý chú chị ơi. Hả? Không có vẻ á. Con cháu của cô Bưng Bức Di Ảnh của chương trình xin chia buồn cùng gia đình thì Di Minh cũng như tất cả anh em cũng qua YouTube cũng xin chia buồn cùng gia đình đó. Con cháu cũng rất là đông quý chú chị ơi. Con cháu sao rất là đông luôn. Đây là cũng người dân ở địa phương ở đây. Con cháu rất là đông. Vâng, xin chia buồn cùng gia đình ha. Đó. Quá đông quý chú chị ơi. Quay kỹ nha. Chia buồn cùng gia đình nha chú. Đó, bà con cũng sớm ghiền đưa tiễn cô về cái nơi yên nghỉ cuối cùng quý chú chị. Đó. Thì nếu mà gia đình có xem video anh em mình thì anh em mình cũng xin chia buồn cùng gia đình. Đó. Ồ, ở sau có một cái đám tang trùng lập hai đám tang luôn, một lượt một kìa. Sau đó tại sao là một cái cái đám tang khác nữa quý chú chị ơi, rất là lớn luôn, hai cái đám tang rất lớn nha, chung một cái nè, chung một giờ luôn quý chú chị. Còn đám tang sao cũng rất là lớn luôn quý chú anh chị ơi. Đó. Thì hàng ngày hình như là có quay phim luôn em ơi. Ở sau đám tang chắc của là ai đó. Có cả quay phim theo luôn kìa, quay phim nè. Đây nè, đem máy quay phim lớn theo luôn thấy không? Hồi sáng là có công an vô quý chú chị mà không biết vô làm cái gì. Đó. Có xe công an vô luôn. Có xe để tứ quý sáu. Rồi thấy chạy ra của chú anh chị thì bà con cũng có xem cái đoạn video đầu thì Di Minh thấy là có công an vô mà không biết làm gì, chắc là đưa tiễn. Đây là quý cô chú anh chị, hôm nay một cái đám tang, hai đám tang chung một giờ. Đó, hai đám tang chung một giờ luôn quý cô chú anh chị. Đó. Thì Di Minh sẽ cái đi là một cái điều cũng bất ngờ thấy em. Hai đám tang chung một giờ, công an vào và đi ra rồi không biết làm cái gì quý chú chị. Ở đây là cũng một người phụ nữ luôn nha,
một cô chắc cũng lớn tuổi, thấy cái hình thấy lớn tuổi rồi em. 82 tuổi. 82 tuổi rồi ha. Cô kia là 77, bài 76. Còn cô này là 82. À, nói chung là cũng thọ hết tuổi chính trị. Đây là cái di quan về nơi ăn nghỉ cuối cùng ở tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương. Thì Duy Minh cũng xin chia buồn cùng gia đình đó. Gia đình thì có người mất thì cũng rất là buồn, nhưng anh em mình chia sẻ ở đây nếu có gì mà đắc tội thì xin bất gì cái ngày cũng bỏ qua giùm. À, xe này đoàn này cũng rất lớn, xe ô tô và thấy rất là đông luôn em, phải đi thành hai hàng luôn nè, hai hàng luôn á, mà kính mít đường luôn đó, từ đó ra sau luôn. Rồi thôi anh em mình giờ mình lên trên mình chạy qua trước đi để kịp theo đám ha. Sáng nay là mình cũng như là mình đi quay cho toàn cảnh ở Hoa Viên này cho tất cả bà con cùng biết luôn, để hình dung ra cái nơi này như thế nào, có rộng lớn hay không theo quý vị chú anh chị. Rồi trong đó là quay cái đàn là cái nơi mà tổ chức đại lễ của mình, xin chia buồn cùng gia đình. Đó. Đây là hai chú ngựa của chú vậy. À, Bạch Mã Ôn và Nâu Mã Ôn. Hai chú ngựa ơi, chạy quá không có gì hết. Dày mít được em đâu. Đây là nơi nghỉ của cô. Có rất là đông bà con cô bác họ hàng đưa tiễn cô về nơi an nghỉ cuối cùng ở tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương của chú anh chị, cũng là gần gần cái nơi mà an nghỉ của chú Linh. Mộ của chú thì bên ngoài đó với chú anh chị, còn mộ của cô thì ở đây. Con chào thầy. Con Vin đây nè. À, thầy này cũng quen với Duy Minh của chú chị. Đó. Còn gia đình cũng đang đưa tiễn. Để tí xíu mình quay cái cảnh đi qua xuống cho tất cả bà con. Lúc mà hao nghiệt cho bà con xem ha.
đây là cái nơi yên nghỉ cuối cùng của cô tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương quý chú anh chị. Và với mình cũng thành thật chia buồn cùng gia đình. Nói chung là đây là một cái sự mất mát to lớn của gia đình. Thì anh em mình chia sẻ cho gia đình, nhiều khi có xem thì cũng có gì không phải thì cũng bỏ qua giùm cho là anh em. Thì xe đang đậu ngoài đó quý anh chị. Chung là gia đình là dòng họ bà con thì dưới xóm giềng đi đưa tiễn cô thì nơi an nghỉ cuối cùng cũng rất là đông quý cô chú anh chị. Có bên trong thì có thầy tụng để là đưa tiễn cô về đất mẹ. Thì dẫu biết rằng thì cuộc đời mình thì có sanh thì có tử quý cô anh chị. Cuộc đời này thì vô thường thì ai biết trước ngày mai ra sao thì ai cũng vậy quý cô chú anh chị. Có cái là người đi sớm, người đi chảy thôi. Đó, bên đang di quan xuống Hạ Nguyệt nha quý chính trị. Đang đi ra ngoài, hình như là như mình thấy cũng khá là nặng á. Còn ở bên hai mỗi một bên thì có 8 người khiêng và ở trước 2 người, ở sau 2 người, tức là 20 người quý quý vị. Đó. Cái đường vô nó cũng khá là chẹt cho nên là anh em nó hơi chẹt không quý vị. Ai điện thoại đây? Alo, chị gọi cho ai chị? Em đang quay phim chị ơi. Có gì không chị? Dạ đúng rồi. Dạ. Rất là nặng nha quý chú chị. Khóc. Dạ. Coi như là cô gọi điện chúc các cháu làm quay phim tốt đẹp đó. Ai nãy là cho cô cửa nhắn nhủ các cháu là thay cô các cô đến nhà cô dưới vũ tàu ạ. Dạ. Coi gì nữa không cô? Dạ đúng rồi cô. Dạ con. Dạ con cũng cảm ơn cô nha. Dạ chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Dạ. Bây giờ đã hạ xuống rồi quý chú chị ơi. Vì mình cũng phải đi xa chứ không dám quay nhiều quý chú chị vì cũng không có cho phép quay nhiều. Phải là buổi sáng là bà con đến đây rồi rất là đông luôn. Giờ là đang hạ xuống đó rồi. Đang chuẩn bị đồ ngày để mình quay đồ ngày quý chính trực. Quay đồ ngày ha. Đây đồ ngày để là Hạ Nguyệt xuống quý chính trị. Được cái
nãy thì hoa thì ở xuống dưới của chú chị. Hoa thì không biết để làm gì đây, để mình quay coi mấy anh làm như thế nào hả của chú chị. À, bỏ quên đó, chắc hồi chút khi mà Hạ Nguyệt xuống sẽ để lên trên lại. Đây là những cái dụng cụ đồ nghề của mấy anh. Chú như cái này vậy là để dùng để có tác dụng như thế nào để hạ quan tài xuống chú. Cái đồ nghề này nè. Cái này cậu gọi là cái gì chú? Cái gọ rẻ. Cái gọ rẻ ha. Để dùng để là hạ quan tài xuống. Dạ. Thì tụi con quay để chia sẻ và để biết những cái dụng cụ khi mà người ta hạ xuống, hạ quan tài xuống như thế nào để cho bà con biết được ha chú. Cái gọ rẻ để hạ quan tài. Dạ đúng rồi. Hạ quan tài xuống cho nó dễ ha chú. Dạ. Thôi quý nhân chị. Cái cách thức khi mà mình hạ xuống như thế nào chú? Dạ. Đầu vẫn thiên hoàng dây, nó rẽ nằm để giữa trên cái nắp hồn. Để giữa trên nắp hồn. Cái đồ nghề này nằm trên nắp hồn. À đúng rồi. Cái móc lại. Ờ để căng chứng giữa cái mình móc lại cái mình hạ xuống từ từ ha chú. Mấy anh em phải nắm dây. Nắm dây hay là có dùng máy móc gì không chú? Không, không dùng máy móc. Nắm dây phăng lại khoảng hai bên thì cũng thấy hai đầu dây đúng không chú? Thì khoảng mấy người nắm dây chịu lời chú? Không, chỉ có một người thôi. Một người thôi ha. Còn như là anh em là mấy cái đoàn đưa thiên lên. Tức là cái gọi là tức là cái trong cái đó cái lễ nghi đó bắt buộc một người hay là như thế nào chú, hay là nó một người? Một người là không không được hai người ha. À đó là cái lễ nghi ha chú. Là cái dây dạ. Nắm để hạ xuống chỉ có một người thôi. Hai người cũng được ha chú. Dạ, bữa nay là một đầu kia thì có người đi chỉnh. À một người chỉnh nữa. Người hạ và một người chỉnh thôi chứ cũng không được hai người hay sao chú? Không, một người. Một người luôn ha. Một người chỉnh được mới biết là cái hòm đó cho nó ngay. Dạ, dạ. Không quý chú chị. Đây là chú. Chú là bao nhiêu năm làm trong nghề rồi chú? 35 năm làm trong nghề. Năm nay chú bao nhiêu tuổi? 65. Ồ, quý chú chị. Chú là 35 làm trong nghề đó nha. Chú là ở bên đội chơi hòm nào chú? Chơi hòm Tư Lợi. Tư Lợi cũng gần ở đây hay sao chú? Cũng ở gần đây. Dạ. Giờ ba cơ sở rồi. Cơ sở 1, cơ sở 2, cơ sở 3. À, con thấy chú đang đội cái nón là cơ sở 28 Tư Lợi 3. À, chú 3 nằm đây, nằm gần chú. Vậy là mình chi nhánh là ba cơ sở hả chú? À. Thì anh em đang vào để chuẩn bị Hạ Nguyệt đúng không chú? Chuẩn bị để Hạ Nguyệt nghe quý chú chị. Thầy tụng xong. Dạ. Anh em chuẩn bị. Thường thường là thầy tụng khoảng bao lâu chú? Khoảng 15 phút là bắt đầu Hạ Nguyệt ha. Dạ. Chung là hôm nay là cái ngày Hạ Nguyệt của cô. Nghe nói là cô là 76 tuổi đúng không chú? Là Dĩ Minh cũng xin chia buồn cùng gia đình. Đó. Nói chung là dẫu biết rằng thì cuộc đời này nó vô thường, có sanh thì có tử quý chú chị, ai cũng phải về dưới đất mẹ, nhưng mà sớm với muộn thôi đúng không chú? Dạ. Sanh lão bệnh tử đúng rồi, chờ kiểu ai nó dạ đúng không chú? Thì dẫu biết cái sự mất mát này là cũng mất mát đau thương với gia đình, thì Duy Minh cũng xin chia buồn cùng gia đình. Có xem video của anh em mình có cái điều gì không phải thì cũng bỏ qua giùm cho tụi con nhé chú. Dù anh em mình có nói gì lỡ lờ, có mạo phạm gì đó, cũng xin ông bà ở đây phước mặt phước mày ở đây cũng bỏ qua giùm cho anh em tụi con. Cái gì không biết thì anh em tụi con hỏi và chia sẻ những cái kinh nghiệm của chú đã 30 mấy năm rồi đi tiễn đưa những cái bà con cô bác Hạ Nguyệt quý chú chị. Người ta gọi là Hạ Nguyệt hay đúng không chú? Con gọi là cái còn gọi là như thế nào đúng không chú? Không, chỉ là Hạ Nguyệt thôi ha quý chú chị. Tại vì mình quay sơ ngang cái cho quý chú chị xem ha, đó không dám quay nhiều quý chú chị. Chung là YouTube nó cũng hơi khó cho nên là cũng không cho quay nhiều được. Ngoài khi mà mình hạ ngoài xuống sông á, chú còn làm thêm cái thủ tục gì hả?
không, chỉ bắt đầu lắp thôi. Lắp ha, mình là mình lắp lại liền luôn hay chú? Lắp liền luôn. Cát rồi đó, giờ mình chuẩn bị bắt đầu hạ. Dạ, dạ, chuẩn bị hạ quý chú chị ạ. Chuẩn bị hạ nguyệt nha. Đó, mấy anh em vô chuẩn bị thư tế sẵn sàng. Và cái có khỏa bên chú quản lý bên bảo vệ quý chú chị cũng đi đến đây để đưa tiễn. Trước khi xuống là anh em phải là điều chỉnh và coi như thế nào quý chú chị. Thì lại Duy Minh lại quay một cái cho bà con xem cái chuẩn bị như thế nào ha. À, tức là hai bên có hai cây đòn quý chú chị. Đó, hai cây đòn ha. Hai bên có hai cây đòn và sau đó sẽ có một cái dụng cụ mà sẽ đó, đây là cái những công cụ hỗ trợ để khi mình hạ nguyệt xuống dưới chương trình. Kỹ thuật kinh nghiệm của chú là 30 mấy năm rồi đó. Cái chú trưởng đoàn hồi nãy là ổng chia sẻ là 30 mấy năm rồi. Chú bên kia chú mà ở giữa, chú ở giữa là kinh nghiệm chú là 30 mấy năm rồi. À, chuẩn bị quý chú chị ơi. Hình như mình để thấy bốn bên có là bốn góc có bốn cây đèn cầy quý chú chị. Bốn cây đèn cầy. Bốn góc có bốn cây đèn cầy quý chị. Anh em cũng phải rất là vất vả đó ha, tại cái hơi chỗ này là nó hơi chẹt quý chú chị. Bên này mình phải là dùng sức dữ dằn lắm nè mới đưa xuống được nha quý chú chị. À, bên kia là đội đèn cây. Cái công cụ hỗ trợ để là hạ xuống quý chị ơi. Người nắm dây và có 20 chú trên hạ xuống. Đó là vừa xuống xong rồi. Còn là căn chỉnh lại nữa nghe quý chị. Rồi phải căn chỉnh cho nó ngay ngắn đàng hoàng rồi mới là khâu dây lên. Bà con thì đến rất là đông, dòng họ bà con xóm giềng thì Duy Minh cũng xin chia buồn cùng gia đình. Dẫu biết rằng thì cuộc đời có sanh có tử quý chúng chị, ai cũng sẽ về với đất mẹ Vĩnh Hằng thôi. Nhưng có cái là người đi sớm người đi muộn thôi quý chúng chị. Xong rồi quý chú chị, căng chỉnh xong rồi đó. Alo. Đây. Dạ đúng ạ. Xong rồi quý chú chị ơi.
xong rồi cà chú à? Dạ dạ con đang quay á cô, có gì không cô, cô nhắn lại cho con đi rồi tí xíu con sẽ gọi là sao cô. Dạ 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 có gì tí xíu gọi lại nghe cô, tại vì con đang quay á cô. Dạ 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 chưa cô ơi, chưa cô ơi. Thôi cô con đang quay á cô, có gì gọi lại sao nghe cô. À, bên gia đình bạn xin chia buồn với cô chú nha, chia buồn cùng gia đình của chú chị ơi. Bây giờ phải gia đình nắm một người một nắm cát để cho xuống cho vào bên trong con cài của chương trình. Xong rồi đó quý cô chú anh chị ơi. Thì ở đây thì nếu mà ai á, ai mà muốn xả tang liền tại chỗ quý cô chú anh chị thì thầy Tụng sẽ làm cái thủ tục xả tang và sẽ đốt tại chỗ luôn đó quý chú anh chị, là sẽ xong đó. Đây thì cái lễ nghi cũng như là thủ tục làm đưa tiễn Hà Nguyệt thì đã kết thúc rồi quý cô chú anh chị. Thì, gia đình họ hàng sẽ xung quanh đó còn sẽ lắp đất là nữa là xong thôi. Video đến đây thì Duy Minh chia sẻ đã xong rồi quý chú chị. Thiếu nếu mà bà con thấy video có ý nghĩa thì và biết thêm những cái thủ tục làm cái lễ mà Hạ Nguyệt như thế nào thì cho Duy Minh một like, một đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ giúp kênh tương tác với tất cả bà con cô bác chưa có hiểu về cái thủ tục khi mà nãy giờ mình tư vấn cho hỏi các chú trong bên đội chạy hòm như chú vậy đã tư vấn rồi đó, bà con sẽ hiểu thêm những cái thông tin thêm. Giờ xin chúc cho tất cả bà con cô bác gần xa trong ngoài nước thật là nhiều sức khỏe. Hẹn bà con là một cái video tiếp theo thì Duy Minh sẽ vào bên trong mộ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, quý chú anh chị sẽ chia sẻ tiếp cho bà con cô bác xem ha. Chào bà con.